Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu, Ninh Giang, Hải Dương. Năm 905, ông đã lãnh đạo nhân dân đánh chiếm thành Tống Bình, xây dựng nền độc lập của dân tộc Việt sau hơn 1.000 năm bị các triều đại Trung Hoa đô hộ. Từ cuối thế kỷ 9, ở Trung Quốc nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân, tiêu biểu là khởi nghĩa Hoàng Sào. Năm 905, tiết độ sứ là Độc Cô Tổn bị đày ở đảo Hải Nam, trước tiết độ sứ Tĩnh Hải bị bỏ trống. Khi đó, có Khúc Thừa Dụ là một hào phú, tính khoan hòa, hay thương người, nên có nhiều người kính phục. Giữa năm 905, được sự ủng hộ của nhân dân, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là tiết độ sứ, bắt đầu xây dựng chính quyền tự chủ. Ông cắt đặt quan lại người Việt giữ chức vụ quan trọng, thay đổi toàn bộ hệ thống chính quyền ở các địa phương. Năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm tiết độ sứ Tĩnh Hải quân. Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con trai Khúc Hạo thay cha giữ chức tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng chính quyền tự chủ. Khúc Hạo đã đặt lại các khu vực hành chính thành lộ, phủ, châu, giáp, xã và cử người trông coi các việc đến tận cấp xã. Ông định lại mức thuế, bãi bỏ mọi thứ lao dịch của thời Bắc thuộc, lập lại sổ hộ khẩu, kê rõ quê quán, giao cho giáp trưởng trông coi. Về đối ngoại, Khúc Hạo vẫn thần phục nhà Lương, ứng xử mềm mỏng với nhà Nam Hán ở liền kề biên giới. Khúc Hạo đã đóng góp nhiều cho đất nước Thái Bình, dân chúng an vui. Năm 917, Khúc Hạo qua đời, con là Khúc Thừa Mỹ lên nối nghiệp và được vua Lương phong chức tiết độ sứ. Năm 930, vua Nam Hán là Lưu Công sai Lý Khắc Chính đem quân sang đánh cướp nước Việt. Khúc Thừa Mỹ chống đỡ không nổi, bị bắt đưa về Trung Quốc, quân Nam Hán chiếm thành Đại La. Tuy nhà Hán tái chiếm đất Việt, nhưng bộ máy thống trị chỉ tồn tại được ở vùng quanh Đại La và phía Bắc. Những việc làm của họ Khúc đã củng cố, xây dựng nền tự chủ, khẳng định cuộc sống của người Việt do người Việt tự cai quản. Chấm dứt sự đô hộ của phong kiến phương Bắc đối với nước ta, mở đầu sang giai đoạn độc lập hoàn toàn. Hiện nay, tại thôn Khúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã xây dựng khu đền thờ Khúc Thừa Dụ để tôn vinh công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc dòng họ Khúc với vận mệnh của đất nước.